想见而不能见，闭上眼，你的身影让我如此想念。想遇到的那一天，色彩如此鲜艳且温暖。不安和怯懦消失不见，你的温度让我勇敢，像个小动物一样蜷缩在你身边，且柔软。常常在想，是什么让一切发生了改变，有备而来带着无限宠爱，准时到达接住那颗想要长大的心，不再离开，一起面对平淡和波澜。 Falling in love， 整个世界那么甜，去实现没有实现的诺言。 Falling in love， 两颗心好勇敢，去跋涉最远的山。Giữa cơn bão tuyết, cải biên từ tiểu thuyết Giữa cơn bão tuyết của Mặc Bảo Phi Bảo. 牛奶美味，营养对味，在暴雪时分，由蒙牛草莓牛奶独家冠名播出。三星 S24 系列邀您收看高光时刻。哦，知道了，谢谢你，真的是太感谢了。Galaxy AI 爱了，三星 AI 手机 S24 系列新品，邀您收看在暴雪时分。舒华阿萨姆新年顺到家，统一阿萨姆邀您观看在暴雪时分。自护卓越可见，万千中国妈妈信赖的爱他美卓奥邀您观看在暴雪时分。新年喝强爽，天天抽金条，若有强爽邀您观看在暴雪时分。空chắc là ở kia rồi, gần đến rồi, chắc là ở đây, có lẽ là ở đây. Lâm Diệt Dương, anh nhận nhầm người rồi, xin lỗi nhé. Chắc là ở đây rồi, mau vào trong đi nào, lên tàu thôi, nhanh lên. Ngồi hai trạm là đến khách sạn rồi, mau đi thôi. Tàu điện ngầm ngừng hoạt động rồi. Hôm nay cả thành phố bão tuyết, phương tiện công cộng ngừng hết rồi. Muốn đến khách sạn thì mau gọi xe đi, muộn nữa là không bắt được xe đâu. Cảm ơn nhé. Cảm ơn nhé. Mạnh Hiểu Thiên, mau đi theo chị. Chân chị ngắn hơn em, mà sao đi nhanh thế? Chị là chị của em mà, cũng chỉ ra trước em có 3 tiếng thôi. Chính là ở kia, quán ba Red Fit. Thiên Thiên, từ từ thôi. Chị, chậm thôi. Cẩn thận cửa nhé, để em đóng. Có lẽ còn ý nghĩa hơn cả câu chuyện. Vẫn còn đang ngẫm nghĩ về nó. Hi. Hi. Hai người cứ ngồi tùy ý. Bên này. Phòng đôi thì sao? Hoặc có thể kê thêm giường được không? Không được,
không còn phòng nào hết. Đây là một ngày thuộc về tôi. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Không thể nào trốn tránh được. Chỉ có nhiêu đây thôi. Mong là khách sạn có phục vụ đồ ăn. Đầu tiên, phải có khách sạn cho chúng ta ở đã. Chị qua bên kia gọi điện ở thoại nhé. Ở đây ồn quá. Gọi ai thế? Định Nghệ. Hôm đó, tôi không biết đã gọi điện thoại bao lâu. Còn anh ấy vẫn luôn nhìn tôi từ bên ngoài cửa sổ. Đáng lẽ nên đợi tháng sau. Sao lại chọn đến lúc lạnh nhất thế này? Lão Lục, giới thiệu một chút. Đây là người anh em của tôi. Nhóc con từ Trung Quốc đây du lịch. Một mình à? Em đi với chị. Chị ấy đang gọi điện thoại. Lát nữa sẽ qua đây. Gọi đồ uống chưa? Chưa. Đang đợi cậu đấy. Cậu thì sao? Em mới gọi ít đồ ăn. Chưa gọi đúng không? Lát nữa ăn cùng nhé. Không cần đâu. Cảm ơn. Cô gái đáng yêu, em đã lặng lẽ lấy cắp trái tim tôi bằng cách nào thế? Lại trong thời gian từng ấy năm, bảo vệ nó tốt như vậy. Trịnh Nghệ đang tìm khách sạn rồi. Cậu ấy bảo lát nữa sẽ nhắn cho chị. Em xinh như một nàng công chúa. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ may mắn như vậy. Cho đến khi gặp được em. Em trong điện thoại chị nhé. Có tin nhắn thì gọi chị. Chợp mắt một lát. Được. Chúng ta trước nay vẫn vậy. Anh đã từng không dám nghiến việc có được em. Hôn em. Chị. Tiểu quả. Em làm gì thế? Trong đau đớn có ngọt ngào. Trong đau đớn có ngọt ngào. Mời cô đấy. Trong đau đớn có ngọt ngào. Ly này của cậu. Cảm ơn anh. Khách sáo làm gì. Đều là đồng bào cả. Trong đau đớn có ngọt ngào. Trong đau đớn có ngọt ngào. Em quen à? Vừa nãy lúc chị đang nghe điện thoại thì họ vào đây. Ở ngay bên cạnh. Em nghe thấy họ mấy nói câu tiếng Trung nên đã hỏi họ rượu nào anh ngon. Anh đã từng không dám nghĩ đến có được em. Hôn em. Tình yêu của chúng ta tỏa sáng lấp lánh. Lúc cậu đến đây. Tàu điện ngầm ngừng rồi phải không? Ngừng rồi. Em trai, nếu hai người định đặt thì phải nhanh lên. Càng muộn càng khó bắt xe đấy. Có tin nhắn chưa? Chưa. Trong đau đớn có ngọt ngào. Ngụy, tôi gọi xe rồi. Lát nữa có thể đợi họ. Đặt khách sạn xong, có thể thuận đường đưa họ qua đó trước. Không phải cậu vừa mới đến sao? Có việc đột xuất. Em yêu của anh. Anh Dương của cậu tiện đặt. Lát nữa hai người đặt xong khách sạn cùng cậu ấy đưa hai người qua đó. Không hay lắm đâu. Anh đã từng không dám nghĩ đến có được em. Ý của tôi là không cần phiền hai anh chúng đâu. Tôi có thể tự cảm đi ơn. Không phiền đâu. Vừa hay thuận đường. Thế nên hãy cho phép anh được làm người yêu em. Chúng tôi với em trai cô nói chuyện rất hợp. Không cần khách sáo đâu. Anh, chúng ta uống một ly đi. Được, cùng uống nào. Rượu này chắc không sao đâu nhỉ.
Vốn dĩ anh không biết phải mở lời thế nào. Nhưng tình cảm này ngày càng mãnh liệt. Giống như những vì sao trong đêm đen, không thể nào ngó lơ. Tiểu quả, mình vừa gửi cho cậu địa chỉ và số điện thoại khách sạn. Phòng có thể đặt được ở gần quận nhiều, lại còn rõ đắt. Mình đã đặt cho cậu hơi xa một chút, cũng chỉ còn một phòng cuối cùng thôi. Cậu mau đến đó đi, đặt được khách sạn rồi. Chị Nghệ giỏi quá đi. Anh, bọn em có thể đi rồi. Nhanh thế à, bạn cậu đáng tin đấy chứ. Ở đâu thế? Ở đây. Cậu biết không, đến đây này, lấp lánh như những vì sao. Xe bao lâu nữa thì đến? 10 phút nữa. Vậy em đi vệ sinh đã, tôi đi cùng cậu. Anh chưa từng ngừng chạy về phía em. Hãy đưa anh đi. Tuy rằng chúng ta đã từng mắc sai lầm. Hãy đưa anh đi. Hãy ôm anh và nắm lấy tay anh. Anh là du học sinh hay là làm việc ở đây thế? Du học sinh. Sao thế? Sợ tôi là người xấu à? Chứng minh thư của tôi, họ tên Lâm Diệt Dương, thẻ sinh viên. Cô kiểm tra đi. Anh không biết phải bày tỏ ra sao. Ảnh thì đúng rồi. Tên cũng y hệt. Chắc là không sao đâu nhỉ. Còn có hộ chiếu đây. Cô xem đi. Có giống không? Vâng. Cảm ơn nhé. Lâm Diệt Dương, cậu làm gì thế? Nhân lúc bọn tôi lén xin số điện thoại một mình hả? Tôi nói cô nghe, cậu ta là một tên lừa đảo đấy. Chứng minh thư cũng chẳng có ích gì. Tiền làm giả rẻ bèo luôn. Tôi bảo cậu ta lấy hộ khẩu ra. Không cần đâu, cảm ơn. Xe đến rồi, giúp họ cầm hành lý đi. Không sao đâu anh, để em tự cầm. Cầm cái nhẹ tôi xách là được. Thanh toán. Cô để cậu ấy thanh toán đi. Chúng ta ra ngoài trước. Không có gì là em không làm được cả. Em quên cầm điện thoại này. Chị cầm giúp em đi. Đưa cho em. Đưa túi cho cậu là được. Hai người lên xe ở ngoài đi. Lạnh lắm. Đi đâu đây? Khách sạn Snow Township. Trong thời tiết này còn muốn đi đường vòng à? Đúng, đi đường vòng. Người tốt đấy chị, còn đi đường vòng để đưa chúng ta đi. Chị đừng vội, đợi em lấy hành lý đã. Hai cái này để tôi. Trịnh Nghệ à, chúng mình vừa đến nơi. Vẫn chưa. Mình không nói với cậu nữa nhé. Lát nữa mình gọi lại cho cậu. Em vào trong xem trước nhé. Cảm ơn. Ở gần đây cũng không đông đúc lắm. Buổi tối hạn chế ra ngoài. Ở nước ngoài cẩn thận một chút. Không thiệt đâu. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh Lâm. Anh Lâm.
chúng ta thêm bạn uy lần sau đi. Em mời anh ăn cơm. Được. Đây. Vâng. Có việc gì cứ tìm tôi. Anh Lâm, đi từ từ nhé. Chị, đi thôi. Ngô Ngụy. Đóng cửa rồi. Muốn ăn thì tự nấu nhé. Để cháu vào trong. Mau vào đi. Trong nhà hết đồ ăn à? Quên mang chìa khóa, không vào được nhà. Thằng nhóc Ngô Ngụy lại tắt máy, không thể tìm được cậu ấy. Thế bạn cùng phòng đâu? Cháu không biết nữa. Bọn cháu chưa bao giờ liên lạc cả. Hai ngày bù đầu làm luận văn cho kiểu. Chẳng ngủ được chút nào. Tối nay ngủ lại chỗ chú một đêm nhé. Đúng lúc hôm nay con trai chú cũng tới. Đợi chú đi gọi nó dậy đã. Ai lại đi trên giường với trẻ con chứ. Tối nay cháu ngủ ở đây. Cuối cùng cũng được ngủ trên giường rồi. Cảm ơn anh Lâm. Cảm ơn chị Trịnh Nghệ. Còn chị? Em không cảm ơn chị à? Cảm ơn chị. Tuy rằng chị chỉ lớn hơn em 3 tiếng đồng hồ. Hết cách. Tinh thần trách nhiệm quá cao rồi. Chỉ có thể bảo bọc em cả đời thôi. Đúng rồi, chị ơi. Anh đẹp trai cho chị xem thẻ sinh viên rồi à? Đúng. Hơi khó xử. Nhưng chị không ngờ anh ấy lại học cùng trường vợ Trịnh Nghệ. Thật không? Học sinh xuất sắc à? Bát mì đầu tiên của hôm nay dành cho cháu đó. Cảm ơn chú. Chú phải cảm ơn cháu mới đúng. Trả cháu 200.000 tệ. Thông báo giao dịch. Chú chuyển rồi. Cháu kiểm tra đi. Xin lỗi chú. Có chuyện gấp cần dùng số tiền này. Nếu không cháu cũng không hối chú trả. Chú trả tiền cháu mà làm như cháu nợ chú vậy. Thằng bé ngốc nghếch này. 球台上每次收杆都是精准计算的艺术。
生活中时刻存在不凡与美好的瞬间，用 Nespresso 做杯咖啡，感受风暴般浓烈香气，品绅士般优雅口感。全新荣耀 Magic 六系列单反级荣耀鹰眼相机，第二代青海湖电池，荣耀鸿雁通信邀您精彩继续。过吉香年，喝红罐王老吉，王老吉邀您精彩继续。姐，nướng giúp em hai miếng đi, được. Em về chỗ nữa chị cầm qua cho em. Chị, hay là chị đích thân cảm ơn anh đẹp trai đi, đích thân đi cảm ơn. Chị muốn cảm ơn, nhưng chưa biết phải nói thế nào. Có gì đâu phải nghĩ chứ. Giờ em gửi WeChat của anh ấy cho chị. Bây giờ chị thêm bạn là vừa đẹp. Em vừa nhắn tin cho anh ấy. Chắc đang cầm điện thoại đấy. Xong rồi, xem thử đi. Linh, danh thiếp cá nhân. Để chị cầm cho. Chị ơi, của em đâu? Tự làm đi. Ơ kìa, em. Linh, làm gì thế? Đưa chị. Em đưa điện thoại. Không sao đâu. Em trả điện thoại cho chị. Mạnh Hiểu chấp nhận rồi đó. Không được. Giúp chị nhắn cái mặt cười nè. Tôi đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn. Giờ chúng ta có thể bắt đầu. Chị còn đang nghĩ phải nói gì. Em đã gửi mặt cười giúp chị luôn rồi. Không sao. Anh ấy tốt lắm. Chị cứ nói. Mời anh ấy bữa cơm. Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Đợi tuyết ngừng rơi, sẽ tìm anh ấy ăn bữa cơm. Chào anh, tôi là Ân Quả. Anh có giúp hai chị em người Trung Quốc ở quán bar Red Fit. Tôi là người chị. Chào anh, tôi là Ân Quả. Anh có giúp hai chị em người Trung Quốc. Tôi biết. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nên chúng tôi mới có thể thuận lợi đến được khách sạn. Nếu anh có thời gian, tôi và em trai muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn. Anh thấy được không? Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nếu anh có thời gian, tôi và em trai muốn mời anh bữa cơm cảm ơn. Anh thấy được không? Không sợ bị lừa sao? Không sợ bị lừa sao? Tôi vừa mới đến đây, lần đầu tiên đến lại gặp phải bão tuyết nên lo sợ, mất bình tĩnh, xin lỗi nhé. Đã hiểu lầm ý tốt của anh rồi. Không dám.
Giờ anh đang ở đâu? Chúng tôi có thể qua đó. Tôi đang ở trạm xe lửa, sắp về trường. Nói gì rồi? Anh ấy về trường rồi. Không đúng lúc vậy sao? Phải. Dễ thôi. Chúng ta cũng đi một chuyến, sẵn đi chơi luôn. Em đừng vẽ thêm chuyện nữa. Cũng đâu nhất thiết phải mời cơm này. Không sao, tuyệt đối không đi. Ai lại đuổi theo để mời cơm như thế? Còn chạy tới tận thành phố. Đáng sợ quá rồi đó. Chị à. Được rồi, không vẽ chuyện nữa. Không vẽ chuyện. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ ở. Chị còn chưa hết mệt đây. Chẳng phải em muốn nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng sao? Chắc chắn sẽ có cơ hội. Anh Lâm, sao anh đi đột ngột quá vậy? Vẫn chưa ăn cơm mà. Lát nữa chúng ta ăn phải xong đi siêu thị. Mua thêm chút đồ. Mua thêm nước. Đồ ăn vặt. Cũng phải mua khăn. Dầu gội, sữa tắm đều mua hết. Em ghi lại đi. Không lát lại quên rồi. Em đi theo chị làm gì? Bên kia có đồ em ăn muốn ăn gì thì tự lấy không đi. Hát rồi mua. Chị mới lựa xong đấy. Em mua vé tàu không rồi. Kịp mất thôi. Giờ phải mau thu dọn rồi đi thôi. Đợi đã. Vé tàu gì? Vé đi Houston. Anh Lâm giới thiệu một ứng dụng cho em. Em thử đặt hai vé. Cũng hời lắm. Mua vé thành công. Chẳng phải đã quyết là không đi sao? Chị nghe em nói hết đã. Vốn dĩ không muốn đi đâu, nhưng nói chuyện thêm vài câu. Anh Lâm cũng nhiệt tình mà. Em nói có quen biết một chút trường với anh ấy. Cũng rất tò mò trường của họ trông như thế nào. Anh ấy nói rảnh thì đến tham quan. Biết đâu sau này cũng là chỗ tốt để học tiến sĩ. Dù em muốn tham quan trường người ta cũng đâu cần phải đi trong hôm nay. Chị ơi, cũng do em nói chuyện hăng say, thời vui quá nên mua vé mất rồi. Chị xem trạm xe lửa có bánh hamburger. Nếu lần đầu tới đây em trả vé đi. Hôm khác chúng ta đi sau. Hôm khác thì không rảnh nữa. Sau này chị phải tập luyện. Em cũng không thèm lỡ chuyện nếu tập anh luyện mà biết chị sẽ đánh đi em. Thôi nào. Không phải, chị còn phải thu dọn đồ đạc. Mới nữa. Sáng sớm mà thu dọn gì chứ. Em giúp chị để đồ. Lên kệ nhé. Cài đặt biệt danh và gắn nhãn. Biệt danh Redfit, xong. Duyên phận hai ta sâu đậm như thế. Cho dù chúng ta có thế nào, chúng ta vẫn bước cùng nhau. Cô gái đáng yêu. Ở đó. Lại trong thời gian từng ấy năm. Bảo vệ nó tốt như vậy. Cô gái đáng yêu của anh. Đúng là tàu này. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ may mắn như vậy. Cho đến khi gặp được em. Chúng ta chính là tình yêu. Chúng ta trước nay vẫn vậy. Anh đã từng không dám nghĩ đến có được em. Chỗ này. Tình yêu của chúng ta tỏa sáng lấp lánh, khiến anh mất cả phương hướng. Thế nên hãy cho phép anh được làm người yêu em. Trong đau khổ có ngọt ngào. 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 Không sao cả, một tin nhắn em yêu của anh. Hai tin nhắn. Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Hy vọng có cơ hội trả ơn anh. Nhưng trước khi trả được ơn, hy vọng anh nhận lại tiền xe và tiền rượu. Hôn em. Đừng khách sáo. Khiến anh mất cả phương hướng. Đừng khách sáo.
Thiên Thiên, Mạnh Hiểu Thiên, lát nữa xuống tàu, em trả tiền cho Lâm Diệt Dương nhé. Chị vừa chuyển tiền anh ấy không nhận. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Cậu nói xem người ta sao, cậu lại bỏ chuyện gì đây hả? Nếu cậu không về với tôi sẽ đi theo cậu mãi đấy. Tối qua mời bạn nhỏ uống rượu, tiêu sạch tiền rồi. Hết tiền mua vé tàu để quay lại. Tôi mua. Tôi tính rồi. Số tiền này không đủ mua vé xe lửa. Đợi lát nữa tới trạm, chúng ta đi xe buýt. Vé xe buýt thì tôi lo được. Nếu tôi không muốn quay lại thì sao? Thực ra, người tối nay hẹn cậu là con gái của giáo viên cậu, cháu ngoại trai của cô ấy. Nghiệp ấy bay qua tham dự lễ tốt nghiệp. Nói gì mà phải gặp cậu một lần. Bảo là cô của cậu, mang cho cậu rất nhiều đồ, đều là những thứ lúc nhỏ cậu thích. Người ta đường xá xa xôi đến đây một cậu không đến gặp, không hay lắm đâu. Vậy tôi mua vé nhé, muốn mua thì mua. Sao lắm lời thế? Tôi biết ngay mà, có người mạnh miệng nhưng yếu lòng. Hu Xin, bên này. Chị, đây chính là tiệm hamburger anh Lâm giới thiệu này. Tiệm hamburger, phải không? Còn thời gian không? Nói rồi, còn 20 phút nữa xe mới đến. Nếu em đói rồi thì đi thôi. Hình như tôi cũng hơi đói rồi. Hay là đi ăn hamburger đi. Ăn tạm cái này lóc dạ đi, về rồi tính sau. Chị ơi, chị bảo chúng ta mời ăn gì đây? Ở bên này chị có ăn gì ngon không? Chị cũng chưa nghĩ ra. Ở đây cũng không phải là nổi tiếng về ẩm thực. Thế thì chị bảo anh Lâm luôn đi, anh ấy biết rõ nơi này. Cũng được. Em và chị đến gần trường anh rồi, tối nay hẹn nhau ăn tối đi anh Lâm. Chơi vui nhé, tôi về hung rồi. Sao thế? Anh ấy về hung rồi. Anh ấy? Không phải anh ấy vừa về trường sao? Sao lại quay về rồi? Có thể là có việc gấp. Làm sao đây chị? Chị còn đang muốn hỏi em đấy. Em sai rồi. Sớm biết thế này em đã hỏi trước rồi. Em cũng biết nữa à? Chị ơi, chị đừng giận mà. Em sai rồi chị ơi. Chị mà giận em, chắc giận đến thở không ra hơi mất. Đến cũng đến rồi, đi thôi. Chị, xe đến rồi. Được.
Các bạn là du học sinh à? Vâng. Đại học Hu Sin phải không? Đó là trường đại học nổi tiếng nhất ở đây. Mỗi tội học phí đắt quá. Vẫn chưa phải, nhưng tôi mong là thế. Chị ơi, chị nghe cô ấy nói gì chưa? Trường này vốn đã đắt mà. Trước đây Trịnh Nghệ có nói rồi. Anh Lâm không đơn giản đâu nhé. Người ta như thế nào có liên quan gì đến em chứ? Sao lại không liên quan được? Anh ấy là ân nhân của hai đấy nha. Được. Thiên Thiên, do người đẹp trai từng gặp trong đời thiệu cho. Cùng chụp ảnh à? Có đẹp trai lắm đâu, lừa mọi người thôi. Có ảnh không? Mấy hôm nay cứ nghe em trai cậu nói mà chưa gặp được, thấy tò mò quá. Tất nhiên là không lừa chị, em mà là con gái là em mê liền. Thường thôi, người bình thường. Em mình nói quá đấy. Chị có sao nói vậy đi được không? Đúng đó, có sao nói vậy đi. Không được mang cảm xúc cá nhân. Thôi được rồi, chị thừa nhận là cũng đẹp. Trẻ con. Ở đó có quán Ebit Grill ngon lắm, thử đi. Ở đó có quán Ebit Grill ngon lắm, thử đi. Mạnh Hiểu Thiên. Chị quên là người cũng đọc được à? Sao em không nhắc chị chứ? Em cũng quên mất em. Thế chị, trước đó. Không sao đâu, chị đâu có nói xấu anh ấy nữa. Vừa nãy chị còn khen anh ấy mà. Chị thật sự không hề nhớ ra. Không sao thật mà, anh Lâm tốt bụng lắm. Mất mặt quá đi. Không sao thật mà. Em không nói nữa. Red Fit có đẹp trai lắm đâu. Thiên Thiên trả lời người thôi. Chị có sao trả lời vậy đi được không? Thuật rồi, chị thừa nhận là cũng đẹp. Xem gì đó. Cậu chán lắm à? Alo, là tôi đây. Giúp tôi đi tiếp đón hai bạn nhỏ. Tôi có việc đột xuất, không lo được. Cậu giúp tôi chăm sóc cho hai người đó. Tôi giúp cậu đi một lần. Đây là điều kiện trao đổi. Chỉ có lần này thôi, không có lần sau. Đây, cái này là của em. Ở cạnh phòng em được. Chị ơi, anh Lâm bảo hại chúng tam công đến đây, nên thấy rất ngại. Bữa này anh ấy mời. Em đồng ý rồi à? Anh ấy bảo bạn anh ấy đến. Em nói bạn anh đến cũng được. Em sẽ trả tiền. Sau đó thì sao? Sau đó anh ấy nói, chúng ta là khách từ nơi xa đến. Tất nhiên phải để anh ấy mời. Anh ấy bảo đây là quy tắc của người Trung Quốc, cho dù ở nước khác cũng phải tuân thủ. Nhưng em không đồng ý. Em không đồng ý. Thế còn được, coi như em cũng hiểu chuyện. Chúng ta vốn đã nợ anh ấy. Không được để anh ấy mời nữa. Đến rồi, đi. Xin lỗi. Em nhớ nếu có cơ hội trả tiền xe và tiền rượu cho anh ấy. Chị đã nói hai lần rồi. Em đâu phải trẻ con. Đưa rồi mà anh ấy không lấy. Anh ấy bảo lần sau gặp thì đưa sau. Lần sau ư? Sẽ gặp lại thôi.
Tiểu Lục, hôm nay không uống rượu. Hiếm khi gặp nhau, uống chút đi ạ. Phải đó, cô ạ. Uống chút đi ạ. Cô... Lâm Diệt Dương gọi chị mà là em dám gọi chị là đứa vai vế thế nào vậy? Cháu không thể gọi theo cậu ấy được. Mẹ cháu và cô là chị cháu em. Cháu mà gọi cô là thì mẹ cháu đánh chết. Đúng thật nhỉ? Thế thì chuyện này khó đấy. Vai vế của Tiểu Lục ở thành phố Đông Tân cao quá rồi. Làm gì có vai vế gì? Tôi đã không thờ thành phố Đông Tân lâu lắm rồi. Chị à, uống chút nước đi. Em gọi chị là chị theo lần nói với mẹ em nhé. Cảm ơn. Nhà này chỉ có hai đứa ở thôi à? Chủ yếu là em ở. Thỉnh thoảng cậu ấy sang thì ngủ trên thuê hai bên này. Là một cặp chị em gái, nam nữ thuê chung à? Ở vậy có tiện không? Cũng được à. Trước đây khách thuê đều là con sau đó họ chuyển đi. Chủ nhà cũng không cứ để phòng trống nên cho thuê ngắn hạn. Chủ yếu là sinh viên trong trường. Nói chuyện cũng tiện. Ai ở phòng người nấy. Không phiền nhau. Chị ngồi đi à. Được. Nghĩ đến cuộc sống hồi nhỏ của em rồi lại nhìn em bây giờ. Tốt thật đấy. Lúc về chị sẽ nói với mẹ chị. Bà cũng yên tâm. Giang Dương gặp khó khăn. Nó muốn bàn bạc với em. Hình như bình thở rượu vang trong phòng tìm đã. Tôi vừa không có tiền, lại không có quan hệ. Giang Dương muốn tìm người giúp đỡ. Người không nên tìm chính là tôi. Vậy nếu như nó vừa không cần quan hệ, vừa không cần tiền thì sao? Có cần gì thì tôi cũng không cho được. Thôi được rồi, hai đứa là anh em với nhau, có gì thì tự nói với nhau đi. Chị không tham gia nữa. Đúng rồi, mẹ chị tự tay làm dưa muối cho em. Cứ nhất quyết bảo chị mang qua đưa em. Chị nói hết lời. Cuối cùng bà cũng từ bỏ. Nhưng mà không ngờ bà lại bảo chị mang cái này cho em. Chị lo lắng suốt dọc đường, sợ hải quan giữ lại. Giữ lại ăn đi. Những đồ bổ này họ nên giữ lại để ăn đi chứ. Phải, chị đã nói rồi. Chị bảo em mới 27 đâu cần dùng đến những thứ này. Nhưng bà cụ nghe đến đó là thấy không vui rồi. Cứ bắt chị mang đi. Chị nghĩ là chị đừng chọc giận bà ấy nữa. Hơn nữa, những thứ này đều là của người khác tặng cho nhà mình. Bà ăn không quen nên cứ để đó. Vậy nên chị mang hết cho em luôn. Em dùng để nấu canh cũng được, ngâm nước cũng được. Em biết mà, mẹ chị thích để dành những đồ ngon cho em nhất. Chị à, thật sự không cần. Suốt cả buổi tối, cuối cùng cũng nghe được xẹm gọi một tiếng chị rồi đấy. Chuyển miệng cao chế ứng dụng, 5重 tự hụ trưởng trạng. Chuyển miệng cao chế ứng dụng của Hải Phổ Nô Khải, yêu nhìn quan khán, tại bão xuyên 10 phân.知道
前，依然期待有机会。